Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh Hồng Vlog của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quay màn hình điện thoại iPhone có kèm tiếng, quay theo chiều dọc và chiều ngang luôn nha. Đầu tiên thì mình hướng dẫn các bạn quay theo chiều dọc nước. Nếu các bạn muốn quay điện thoại theo chiều dọc thì các bạn cứ để điện thoại dọc vậy, cứ để điện thoại dọc như vậy và thao tác nha. Đầu tiên thì nếu điện thoại của bạn chưa quay màn hình lần nào á thì các bạn vô trong phần cài đặt, các bạn kéo xuống dưới giùm mình, các bạn tìm tới cái phần trung tâm kiểm soát nha. Sau đó các bạn chọn vào cái tùy chỉnh điều khiển. Bình thường thì cái ghi màn hình này nó sẽ nằm ở bên dưới, nó nằm ở bên dưới này. Các bạn tìm nó và các bạn bấm vào dấu cộng phía trước nó thì nó sẽ nhảy lên phía trên. Sau khi nó nhảy lên phía trên thì các bạn thoát ra bên ngoài màn hình chính nha. Rồi các bạn kéo từ bên dưới lên, các bạn sẽ thấy một cái nút nó nằm bên cạnh cái camera nè của mình, nó đang nhấp nháy, là nghĩa là mình đang quay. Nếu các bạn muốn khi quay có kèm tiếng các bạn nói hoặc là tiếng động trong game hay là trong ứng dụng gì đó thì các bạn dùng tay nhấn vào cái nút đó và giữ một lát thì nó sẽ hiện lên cái giao diện giống thế này. Sau khi đó thì ngay chỗ cái micro á nó sẽ là tắt, thì các bạn bật lên để ghi lại màn hình có tiếng nha. Rồi tiếp theo á, nếu mà các bạn muốn quay màn hình iPhone theo cái chiều ngang luôn á, theo cái chiều ngang, mình ví dụ như mình quay bình thường như vậy thì không nói, nhưng mà ví dụ như các bạn muốn quay để các bạn ghi hình những cái trận game của các bạn thì các bạn cần quay ghi hình cái màn hình ngang, đúng không? Thì nếu các bạn muốn như vậy á thì các bạn kéo màn hình lên trước khi quay nha. Các bạn làm việc này trước khi bấm nút quay nha, trước khi bấm vào cái nút quay màn hình nha, là các bạn kéo lên, các bạn bấm vào cái nút xoay màn hình đây nè. Đó, rồi là mở cái chế độ xoay, là cho phép nó xoay màn hình. Cho phép nó xoay giống vậy. Đó, cho phép nó xoay lại. Khi các bạn cho phép nó xoay như vậy rồi á thì các bạn xoay màn hình lại. Rồi các bạn xoay màn hình lại, sau đó các bạn mới kéo từ dưới lên. Kéo từ cạnh dưới, có nghĩa là từ cái cạnh mà bật nút to nhỏ cho iPhone á, là kéo từ cạnh dưới lên, nó sẽ có cái nút ghi màn hình, các bạn kính vào đó. Có nghĩa là các bạn mở chức năng quay màn, mở chức năng là cho phép màn hình của các bạn nó xoay, xong rồi các bạn mới bật. Có nghĩa là các bạn xoay màn hình trước khi bật ghi màn hình, các bạn hiểu không ạ? Là xoay màn hình lại trước rồi mới bật cái chức năng quay màn hình thì nó sẽ là cái màn hình ngang cho các bạn khi quay. Còn nếu mà bây giờ mình quay chiều dọc như vậy rồi á, dù mình có xoay ngang lại như thế này á thì nó cũng sẽ là đảo ngược, nó cũng quay, nhưng mà nó nhìn nó sẽ ngược lắm, đúng không? Các bạn sẽ phải téo cổ để xem, đúng không? Cho nên là các bạn muốn quay được chiều ngang á, thì các bạn quay cái điện thoại trước khi bật ghi màn hình nha, thì nó sẽ ghi màn hình theo chiều ngang cho các bạn. Rất là đơn giản như vậy thôi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye các bạn nha.